Hôm nay Rương rất là hài lòng với lại cái lớp nền này luôn. Cảm giác giống như là da mình nó được hồi sinh á. Thật sự thì nếu như mà mọi người để ý, mọi người sẽ thấy là ở một tháng trước thì da của Rương bị rất là nhiều những cái mụn mẩn ở vùng chữ T. Và Rương đã có một số cái phương pháp skincare đặc biệt mà Rương dự định là những video tiếp theo Rương sẽ chia sẻ cho mọi người. Mọi người nhớ đón xem nha, chính là video trị mụn mẩn á. Vậy thì cái đoạn vlog này Rương muốn nói hai điều. Điều số 1 tất nhiên sẽ là nhân vật chính của cái video là các em son lần này mà Rương review cho mọi người. Và nếu như mọi người xem thumbnail chắc mọi người cũng biết là nó có hai đầu rồi đúng không? Vậy thì cái bộ son này có thể nói là cái bộ son khá mắc trong thời gian gần đây mà Rương mua. Mặc dù nó không phải là quá mắc giống như là Tom Ford hay là Charlotte Tilbury, nhưng mà so với lại các cây son Hàn Quốc mà Rương từng review á thì em này có thể nói là mắc nhất. Vậy thì cái thông báo số 2 mất cỡ. Vậy thì Rương đã suy nghĩ về điều này rất lâu và đã dự định là làm chắc cũng 2-3 tháng trước rồi, nhưng mà Rương cứ lười xong rồi thì kiểu nghĩ là chắc là mình không làm được đâu, nhưng mà thôi. Bởi vì hôm qua là sinh nhật của Rư và Rư đã có một động lực rất lớn là vlog đầu tiên của channel mới. Rư sẽ vlog về cái buổi sinh nhật. Vậy thì Rư hy vọng là khi mọi người xem đến đây thì mọi người sẽ subscribe cho channel mới của Rư. Hello mọi người, video của ngày hôm nay chính là một video swatch son. Và cái bộ son lần này rất là đặc biệt, nó là hai đầu và nó có cả son thin nữa. Rư biết là mọi người rất là thích son thin. Vậy thì bộ son này là của một cái brand rất là lạ và cũng là lần đầu tiên Rư nghe nói về cái brand này. Son này Rư đặt mua ở Hàn Quốc cách đây 2 tuần và ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu review về 4 em trong bộ son này nha. Vậy thì nếu như mà mọi người quan tâm đến cái thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc, chắc là mọi người đã từng nghe nói về cái sản phẩm phấn tươi của Cho Sung A. Vậy thì cái bộ son này chính là một cái, Rương nghĩ như là một cái nhánh con của cái brand đó. Vậy thì trong một bộ có bao gồm 4 em và Rương đã mua đầy đủ 4 em để mà gửi đến mọi người cái review của ngày hôm nay. Cái bộ son này thì mỗi một em giá hơi cao. Mỗi một em được bán trên website với giá là 21.000 won. Tức là tính ra tiền Việt nó sẽ là 420.000. Có thể 420.000 sẽ không cao nếu là một brand của Mỹ hay là của châu Âu, nhưng mà Rư thấy là đối với lại cái giá của những em son Hàn Quốc thì 420.000 là một cái giá khá cao đó. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ cùng mổ xẻ coi cái dòng son này có cái gì đặc biệt mà giá lại cao như vậy. Vậy thì ở trên bao bì người ta ghi đây là một cái loại son hai đầu, bao gồm một đầu là tint và một đầu là son dưỡng hơi bóng. Và nó sẽ tạo ra một cái môi rất là nổi bật và đồng thời là dưỡng ẩm để tạo cảm giác là cái môi mình nó hơi ương ướt một chút. Vậy thì em son đầu tiên Rư swatch cho mọi người là em son có cái tên rất dễ thương, Banana Punch. Em này có hai đầu, một đầu dưỡng với cái màu tím xen lẫn với màu vàng rất là thú vị. Thật ra thì Rư cũng sẽ mong chờ, bởi vì em này là Banana Punch đúng không? Cho nên Rư sẽ mong chờ là nó sẽ hơi có mùi chuối, nhưng mà nó lại là một cái mùi kẹo rất là ngọt. Nói chung là cái đầu son dưỡng mọi người phải riết một hơi thiệt là mạnh nha, tại vì nó thơm và nó dễ thương lắm. Vậy thì Rư đã tiếp về cái đầu son tint thì em này là một cái tông hồng, gọi là sao ta, một cái kiểu hồng điển hình của các loại son tint á. Nó hồng hồng và nó hơi có một ít tím tím và nó là một cái kiểu hồng rất nổi. Vậy thì cảm giác của Rư khi mà đi cái đầu son dưỡng là Rư cảm giác là nó hơi có màu trên môi của Rư. Rư không biết gọi cái màu này là màu gì, nhưng mà nó làm cho cái môi của Rư có cảm giác như là nó hơi ngã sang cái tông tím tím á. Và đồng thời là khi mà Rư đánh em này lên trên môi thì cái môi của Rư nó cũng hơi lấp lánh một xíu. Sau đó Rư đem màu hồng lên và Rư ngạc nhiên là cái việc tán màu, cái việc blend màu cực kỳ dễ. Hồi xưa Rư đã từng trải nghiệm rất nhiều loại son tint và khi mà Rư blend thì nó cứ bị một cục, một khối rất là khó chịu. Nhưng mà với cái combo này thì Rư khá là thích. Nói chung là Rư đã hiểu vì sao là 21.000 won, đúng là đắt thì sắc rơi miếng đúng không? Một son số 2 Rư swatch cho mọi người là em Min Punch. Và cũng tương tự như cái em Banana hồi nãy, cái em này khi đánh cũng chả thấy mùi bạc hà gì hết. Nhưng mà bù lại là cái đầu màu xanh này chính là cái đầu mà đã dụ Rư mua cái bộ son này. Thật sự là nhìn trên hình ẻm long lanh, nhìn dễ thương lắm. Vậy thì khi mà Rư đánh cái son dưỡng lên trên môi thì Rư phát hiện ra là em này hơi lợn cợn một xíu, giống như là nó có những cái hạt để tẩy da chết cho môi vậy đó. Còn khi mà Rư đánh sang cái đầu kia, đây là cái đầu tint thì lại là một em kiểu đỏ cam,
lên trên môi rừng thì nó cam hơn, cỡ ngoài thì bạn nhìn bạn sẽ thấy nó đỏ hơn chút. Và chính em này là thủ phạm làm cho môi rư cảm giác rất nóng và rất rát. Em hồ hồng hồi nãy đánh rất êm, nhưng mà đến em này thì theo kiểu là nó rất là rát. Và cái cảm giác mà son đưa lên trên môi á, chấm đến đâu là rát đến đó. Mặc dù màu sắc thì rất là đẹp và nó rất là hợp với lại cái màu mắt cũng như là cái phong cách trang điểm của rư ngày hôm nay, nhưng mà bởi vì em này rát quá cho nên là rư không thích. Màu son số 3 rư swatch cho mọi người là em Blue Age. Và em này có một cái đầu rất là giống son thật luôn. Tức là ẻm trong suốt, màu xanh lai với lại cái gì ta, như kiểu một cái màu xanh ngọc bích. Và rư thấy được những cái chấm 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 kim loại bên trong. Và khi mà rư đánh em này lên trên môi thì thật sự rư ngạc nhiên vì cái độ dưỡng nó cực kỳ tốt, cực kỳ nhiều. Nó làm cho cái rư của môi lộn, nó làm cho cái môi của rư mềm ơi là mềm luôn. Và đến khi mà rư đánh cái đầu son còn lại á, thì nó là một cái tông đỏ thẫm thẫm. Thì rư phát hiện ra một điều là khi mà mình đánh cái son dưỡng xong mình đi cái son tint này lên á, thì mình rất là dễ blend. Và sau đó rư còn thử là đi son tint xong rư đè son dưỡng lên, thì rư phát hiện thêm một điều nữa là cái son dưỡng này nó blend cái son tint cực kỳ mịn luôn. Tức là mọi người sẽ không bị stress khi phải lấy tay để blend hay là phải lấy tăm bông, lấy cọ để blend, mà hãy dùng chính cái đầu dưỡng để mà blend cái son tint luôn. Rư cam đoan là nó rất đẹp, nó rất mượt và nó có một cái độ ombre trên môi mình nhìn rất là hay luôn á. Và em son cuối cùng rư swatch cho mọi người có cái tên là Pink Age. Em này có một cái đầu thạch luôn và cái màu y chang hồi nãy, là cái kiểu tông hồng hồng và có những cái lấm chấm nhìn giống như kim loại bên trong. Và rư thấy là cái độ dưỡng của em này tốt y chang em hồi nãy luôn. Và thêm một điểm rất hoan nghênh là em này làm cho môi rư có cảm giác như hơi hồng hồng. Vậy thì đến cái đầu son tint thì em này là một cái tông mà nó là đỏ đỏ, tím tím, kiểu kiểu vậy. Và đến khi mà rư đánh em này lên trên môi và dùng lại chính cái phương pháp hồi nãy là lấy son dưỡng để blend lên trên môi sau khi đã đưa son tint lên á, ôi hiệu ứng cực kỳ đẹp, nhìn cái môi rất là mọng luôn. Và rư có cảm giác là hồi nào đến giờ rư ghét son tint bao nhiêu thì bây giờ rư lại thích son tint bấy nhiêu. Và thêm một điều nữa là cái dòng son này từ nãy đến giờ cái mùi của tụi nó rất là dịu, rất là dễ thương, có cảm giác như là bạn sẽ muốn cắn luôn cái môi của mình đó, cảm giác dễ chịu lắm. Vậy thì đây sẽ là một chút review của rư về cái bộ son này nha. Trời rư thích nó kinh khủng. Đầu tiên là nghe đến 21.000 won thì mọi người sẽ nghĩ là nó mắc, nhưng mà mọi người hãy nghe một chút review của rư nha. Bây giờ rư sẽ nói về khuyết điểm của nó trước đi, tại vì khuyết điểm này cũng không có nhiều lắm. Khuyết điểm đầu tiên là có một em son trong bộ này sẽ làm cho môi của các bạn bị nóng và rát. Nếu như các bạn xem nhiều video của rư thì các bạn cũng có biết là môi rư nó cũng khá nhạy cảm. Và khi mà sử dụng những cái dòng son của Peripera thì rư đã hay bị nóng môi. Thì chính là cái em, một em trong bộ son này cũng làm cho rư có cảm giác tương tự. Đó là cái em màu cam. Em này thì được một ưu điểm là cái đầu dưỡng nhìn rất là xinh, nhưng mà có thể nói là cái cảm giác, cái trải nghiệm của rư trên môi á, là cả đầu dưỡng lẫn cái đầu tint thì đều không có gọi là làm cho rư hài lòng. Cái khuyết điểm số 2 có thể nói chính là cái giá của các em này. Ví dụ như rư đi, rư là một khách hàng đi, và rư lướt những cái website bán mỹ phẩm và rư thấy cái cây son này giá 21.000 won, chắc là rư không mua. Tại vì mọi người biết là cái thị trường mỹ phẩm của Hàn Quốc rất là sôi động và rất là nhiều em son chỉ có 4.000 won, 5.000 won mà nó đã rất là ok rồi. Vậy tại sao mình phải bỏ ra 21.000 won để mua một cây như vậy, đúng không? Đó, thì rư thấy em son này có kiểu hai khuyết điểm này thôi. Vậy thì bây giờ rư sẽ nói về ưu điểm nha. Và tụi nó có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên là cái đầu son dưỡng á, thật sự rất là được việc luôn. Nó cho cái rư của... Sao mình cứ hay nói cái câu cái rư của môi trong video này. Nó cho cái môi của rư một cảm giác cực kỳ mềm. Môi mình giống như là nó tan ra. Rư chưa bao giờ có cái cảm giác tương tự như vậy. À có, khi mà mỗi tối rư sử dụng The Olive Glow trước khi đi ngủ. Và cái em dưỡng này trời ơi, nó mềm y chang. Ưu điểm số 2 của cái đầu dưỡng này có thể nói là chính nó sẽ giúp bạn blend những cái son tint cục đậm đậm ra để mà tạo một cái hiệu ứng ombre trên môi của mọi người, mà mọi người sẽ không cần phải lấy tay để tán. Ưu điểm số 3 là cái đầu son tint này, mọi người xem trên tay của rư nè, cái màu tint
Ví dụ như là những cái bộ son kia đi, thì những cái màu tint nó không có thật sự là nó khác biệt như mọi người nhìn trên tay của Ru đúng không? Hồng ra hồng, cam ra cam nha, đỏ ra đỏ và tím ra tím, nhìn theo kiểu là rất là chất luôn. Và ưu điểm số 4 tất nhiên đã là son tint thì sẽ rất là lâu trôi. Ưu điểm số 5 Ru nghĩ là cái cây son này, hai cái đầu son này mọi người sẽ dùng rất là lâu. 21.000 won là 420.000 đúng không? Mọi người nhìn cái dưỡng của nó nè. Cái dưỡng của nó, thường tôi thấy những sản phẩm hai đầu thì mỗi một đầu có rất là ít sản phẩm, nhưng mà cái này giống như là bạn đang mua hai cây son vậy đó. Tức là mỗi một đầu là 210.000 á, nhìn dưỡng nha. Sau đó mọi người nhìn sang cái đầu thin nè, nó siêu nhiều luôn. Cho nên là Ru cảm giác là 420.000 thật sự là rất là hời luôn á. Mọi người hỏi Ru là có 420.000 có nên mua cái bộ son này không, thì ngoại trừ cái em làm cho môi Ru bị nóng là cái em Min Punch ra, thì ba em kia đều rất là xứng đáng. Và để bình chọn cho cái em son mà Ru thích nhất thì Ru nghĩ kem PNH, kem cuối cùng. Em này dưỡng của nó trời thích lắm, dưỡng cực kỳ thích và cái màu cũng cực kỳ thích, là cái em ở cái góc bên này nè. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Ru. Video này Ru quay trong một cái hoàn cảnh rất là ồn ào, là ngoài trời thì mưa rất là lớn và ở dưới thì em bóc sủa rất là nhiều. Hy vọng mọi người sẽ không thấy ồn khi xem video. Mọi người nhớ subscribe channel của Ru để theo dõi thêm các video khác trong thời gian sắp tới nha. Bye bye.